Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ tối qua đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam không có ca mắc mới. Tổng số ca mắc COVID-19 của cả nước vẫn là 2.594 ca. Như vậy, đã 12 giờ trôi qua, nước ta chưa ghi nhận ca bệnh. 10 tỉnh, thành phố, Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã qua 45 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Về tình hình dịch COVID-19 tại Hải Dương, từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, toàn tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, các dịch vụ nguy cơ như quán bar, vũ trường, karaoke, massage tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến ngày 15 tháng 4.